Vâng, Tuấn sẽ chia sẻ về nội thất của chiếc xe Innova Cross phiên bản máy xăng cho quý vị các bạn nhé. 810 triệu đồng và Tuấn sẽ trải nghiệm ngắn một cung đường. Ở đây chúng ta sẽ có những trang bị và tiện nghi nào ạ? Nó sẽ có như là phanh tay điện tử này, auto hold này, các chế độ lái eco này và những ổ cắm sạc. Về phanh tay điện tử thì ở phiên bản này mới có, phiên bản trước tiền nhiệm 2023 thì không có đâu ạ. Điều hòa tự động này. Màn hình chúng ta thì nó thuộc dạng nổi này, thiết kế 10.1 inch rồi. Có cam 360 như quý anh chị có thể tiện theo dõi đây. Rất dễ rồi. Và cái trụ yên ngựa phần trụ giữa này này kéo dài này, tôi thấy một cái sự riêng biệt và một sự chỉn chu và nó cũng khỏe khoắn ở phần nội thất của Innova Cross. Và chiếc vô lăng của chúng ta thì cầm nắm đầm chắc đấy ạ. Quý anh chị có thể để nguyên bản. Ở bên phải bao gồm những tính năng điều chỉnh kiểm soát hành trình tốc độ này, điều chỉnh mốt này, lẫy chuyển số trên vô lăng cũng có ạ. Này, cảm giác lái đôi khi chúng ta khi mà đi trên đường cao tốc, đi du lịch về quê á, cũng là một cái điều thú vị khi không nhàm chán, đỡ bớt. Bên trái thì bao gồm nút thao tác âm lượng, chuyển kênh chuyển bài, nắm chạy rảnh tay. Còn ngay phía dưới phần đầu gối này chúng ta sẽ có view 360 để chọn vào đây này. Là một, là thứ hai là mở cúp điện ạ, điều chỉnh cao thấp. Thiết kế nền tảng khung gầm TNGA, nhìn các góc lái rất thoáng nhá. Mà một chiếc xe MPV vừa phải giúp quý anh chị di chuyển này, hay là đi gia đình hay đi công tác công việc. Một chiếc xe hoàn hảo ở trong tầm giá 810 triệu so với các đối thủ trong phân khúc. Ghế da thì thiết kế khá tinh tế á. Chúng ta sẽ có viền chỉ trắng này, màu đen pha lẫn màu nâu. Và toàn bộ xung quanh thì đều là bọc da hết. Ổ cắm sạc xung quanh xe đều có những cái sự tiện nghi dù là nhỏ nhất. Đó, một màn hình đa thông tin phía trước đây chúng ta đã có rồi, nó hiển thị rất là đầy đủ ạ. Đèn nổ, engine start top. Hàng cái thứ hai, hàng cái thứ ba của Innova thì chắc chắn vô điều rộng nhất trong phân khúc ạ. Ổ cắm sạc, cửa gió điều hòa đầy đủ khi quý anh chị cần sử dụng cả ba hàng ghế. Đó là nội thất của Innova. Xong rồi, gương chống chói trong xe tự động rồi. Tấm che nắng cũng có là kính này. Có gương ạ. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy. Rất chi tiết nhá. Đó. Một chiếc xe mà thiết kế với trong tầm giá của nhà Toyota đã thay đổi. Nó khác gần như đến 99-100% so với phiên bản chính nó trước đây. Có cảnh báo áp suất lốp này, hiển thị đầy đủ các lốp nhá. Một trong những tính năng cơ bản nhưng mà rất là cần thiết khi chúng ta di chuyển xa trên một chiếc Innova này, xe 7 chỗ. Nó có lớp dưới bóng xe này, xe nguyên bản từ nhà máy về ạ. Tôi sẽ tắt nó đi. Đó. Các view, các góc đủ quan sát, dù nó không nét lắm đâu nhưng mà đủ quý anh chị vẫn nhìn thấy mô phỏng xung quanh để chúng ta di chuyển đỗ xe. Phần đó là chiếc nội thất của Innova Cross 810 triệu nhập khẩu nguyên chiếc Indo. Đây, Tuấn sẽ di chuyển này. Thật sự ở trên Innova mới nó có trợ lực điện là còn biến thiên nhé, thưa quý vị các bạn. Nên là lái rất dễ dàng. Biến thiên ở đây thì khi mà quý anh chị đi trên đường cao tốc thì nó lại siết lại, đi cảm giác lại rất là đầm chắc trên vô lăng. Lái rất dễ, rất nhẹ nhàng nhé. Chiếc xe này thì hỗ trợ 4 cảm biến trước, 4 cảm biến sau nên là quý chị yên tâm khi mà lái này, cả cam 360 này. Nói chung là lái xe chiếc này rất dễ. Cần trước cần sau nhìn gương một chút nữa thôi. Cam 360 nữa rồi nên là tuy MPV dòng xe to nhưng mà lái dễ dàng. Đó là chiếc xe nội thất Innova. Quý chị nhu cầu mua chiếc xe này hay bất cứ thông tin có thể gọi điện vào số hotline dưới góc màn hình hoặc là comment, để lại comment phía dưới clip ạ. Xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi clip. Hẹn anh chị vào một clip khác ạ.